Ngày 24 tháng 9 tại sân đua bò xã Vĩnh Trung, gần chùa Thơ Mích, quyền Tịnh Biên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang phối hợp Ủy ban nhân dân quyền Tịnh Biên tổ chức hội đua bò bảy núi tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 27 năm 2022 nhân dịp lễ Ta của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer. Hội đua bò bảy núi tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 27 năm 2022 thu hút 56 đôi bò đến từ các quyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn cùng tỉnh Kiên Giang tham gia, tranh tài theo thể thức từng cặp bò thi đấu loại trực tiếp, đôi thắng vào thi đấu dòng tiếp theo. Mỗi cuộc tranh tài hai dòng, dòng hô và dòng thả, dòng đua chính để xác định đôi bò thắng cuộc. Trên đường đua, nếu có một đôi bò phạm quy như là tự ý ra khỏi đường đua dẫm lên bừa của đôi bò trước sẽ bị loại. Đôi bò còn lại sẽ giành chiến thắng, tiếp tục vào thi đấu dòng trong. Kết quả sau gần một ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, đôi bò mang số đeo 08 của ông Nguyễn Thanh Toàn, xã Lương Phi, quyền Tri Tôn, xuất sắc, đoạt giải nhất. Đôi bò mang số đeo 60, xã Châu Lăng, quyền Tri Tôn, của ông Nguyễn Thành Tài, đoạt giải nhì. Đôi bò mang số đeo 42, của ông Nguyễn Thanh Tùng, xã Châu Lăng, quyền Tri Tôn, đoạt giải ba. Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Toàn còn đoạt giải, người điều khiển bò xuất sắc nhất giải. Chùa Bò Bảy Núi là ngày hội truyền thống đặc thù của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, góp phần phát huy bản sắc văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần, tạo không khí phấn khởi trong đồng bào dân tộc thiểu số Khmer nhân dịp lễ Sendonta, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương Bảy Núi đến đông đảo nhân dân trong nước và thế giới.